皆さんこんにちは、ラクラクのランです。今回の動画ではベトナム人の男性が彼女に付き合う時に必要とする5つのことをご紹介します。皆さん、今ベトナム人の男性と付き合ってる方または結婚してる方はいらっしゃいますか？はい、多いと思いますね。なのでこの動画を作りました。はい、皆さん最後までぜひ見てくださいね。じゃあ早速行きましょう。ベトナム語の日常会話をオンラインで勉強したいなら、オンライン講座サイト、ラクラクベトナム .com。 Alo. Alo, anh đang ở đâu đấy? Anh đang đi họp. Đi họp á?Đúng rồi. À, đi họp hả? Ơ? À, họp của anh đây à? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đây là họp của anh đây à? Đây là khách hàng của anh. Thế sao anh phải nói dối? Thì từ trước đến giờ em có bao giờ tin anh đâu. Anh thì cái gì cũng giỏi. Nhưng giỏi nhất là bốc phét đi danh hài thứ à. Xin lỗi em nhé. Alo, anh nghe. Anh đang làm gì đấy? Anh đang đi gặp khách hàng. Thế hả? Mấy giờ anh về? Chắc phải tầm 8 giờ anh về đấy. 8 giờ à? Em nấu cơm tối rồi, thế em chờ anh về nhá. Ừ, thế em chờ anh nhá. Dạ vâng. 彼氏が忙しい時に確認するための電話やメッセージは、彼氏を信頼できていないと感じさせるだけです。これは彼氏に不安を感じさせ、あなたに真実を語ろうとはしなくなります。ですから、彼氏の言動を信頼することで、彼氏は自分が安全で誠実であると感じることができます。Anh mới cắt tóc đấy. Đẹp không? Thế á? Em chẳng thấy khác gì.Anh mới cắt tóc à? Ừ, anh mới cắt sáng nay đấy. Thế nào? Ồ, kiểu tóc này hợp với anh đấy. Người yêu em lúc nào chẳng đẹp trai. 全ての男性は自分の恋人にいつもかっこいい姿を見せたいものです。だからこそ才能、性格、外見、努力などについて彼女から褒められるだけでも彼氏は嬉しくなります。Em này, anh muốn học thêm về chụp ảnh, em thấy thế nào? Cái gì? Chụp ảnh á? Vớ vẩn. Anh học về chụp ảnh để làm gì? Nhưng mà anh thích chụp ảnh. Anh muốn mua cái máy ảnh này này. Anh biết cái máy ảnh này bao nhiêu tiền không? Thôi bỏ đi nhá. Này, anh muốn học thêm về chụp ảnh, em thấy thế nào?Chụp ảnh ạ? Em thấy anh có khiếu về chụp ảnh đấy. Mấy cái ảnh anh chụp cho em hồi Tết, em thấy đẹp lắm. Nếu anh thích thì học đi. Thật hả? Cảm ơn em đã ủng hộ anh nha. 彼女からの応援は男性にとって大きなモチベーションにつながります。彼氏の願い、夢、興味がどれほど幼稚で愚かであっても、彼女の応援は彼氏に大きな影響を与えます。Anh ơi, xem cái này này, đẹp không? Ừ, đẹp. Cực kỳ thuyết phục. Anh đã nhìn đâu mà biết đẹp? Đừng, anh đang chơi mà. Lát nữa anh nói chuyện với em sao? Anh ơi, anh xem cái này này đẹp không? Anh đang chơi game, tí anh nói chuyện với em sau nhé. Dạ vâng.男性はいつもプライベートの時間が欲しいものです。だから時々彼女は彼氏に一人の時間を与えてあげてください。オーラン、あ、フガイニャ、ロウゾフンガープマイデカウダイヤ、バンコトゥオーラン、
Ô, Phương Anh à, lâu rồi không gặp. Mà ai đây cậu? À, đây á, đây là Long, người yêu tớ. 女の子だけでなく、男性も恋人がいること、そしてそれが自分だということをみんなに公表してほしいと思っています。特に彼女の親戚や友達に。は、この動画はここまでです。はい、皆さんぜひコメント、いいねとチャンネル登録をお願いします。じゃあまた、バイバイ。